Xin chào tất cả khán giả của Thiên Đào Radio, những người yêu âm thanh. Hôm nay Hải Sơn sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một chiếc âm ly đèn rất mới đến từ thương hiệu Synthesis. Đó chính là âm ly Soprano, là một sản phẩm chính quốc made in Italy mà lại chỉ có một cái mức giá, đó là 35.250.000 đồng. Và nó thật sự là một chiếc âm ly đa tài và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay về nó. Thứ nhất ở đây là cái điều mà lần đầu tiên mình được nhìn thấy chiếc âm ly này, mình hết sức ấn tượng về cái ngoại hình của nó, trông nó rất là đặc biệt. Nó có một cái thiết kế vuông vức, nếu mà nhìn nó có từng cái góc vuông rất là hay, và nó có một cái phần được làm vắt cong này để bảo vệ cho bóng đèn. Nó cũng là một cái phần giúp cho tản nhiệt của bóng đèn, bảo vệ cho nó. Cái thiết kế này mình thấy rất là hay, trông nó rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ có một cái volume lớn ở phía đằng trước. Cái điểm mà mình rất thích ở cái volume này, đó là nó có thể xoay một cách bất tận. Quý vị các bạn có thấy một cái điểm gì đặc biệt không? Đấy chính là cái đèn ở đây. Khi mà như này là mình đang vặn tiếng nhỏ về thì cái đèn nó màu xanh. Và khi mình xoay để cho tiếng lớn lên thì cái đèn này nó chuyển dần sang màu cam. Mình cứ xoay tiếp, nó đậm dần lên, và khi nó đỏ có nghĩa là âm lượng đang ở mức cảnh báo. Như vậy là đây là một cái cách hiển thị rất là đặc biệt, một cái nét riêng. Ở phía bên phải chúng ta sẽ có một dàn các cái nút màu đen. Theo mình thì không những là đây là có ý nghĩa về cái mặt sử dụng mà đây nó còn ý nghĩa mặt thẩm mỹ. Mình thấy nó thêm một loạt các cái dàn nút này, nó tạo một cái điểm nhấn, trông rất là hay, trông rất là đẹp. Chúng ta sẽ có đường vào phono, những cái đường vào như line bình thường. Chúng ta, đây là một điểm là mình thấy đặc biệt rồi. Nó có đường vào Coaxial, Optical và USB, chứng tỏ là nó có mạch giải mã DAC ở phía bên trong. Và chúng ta sẽ lộn ra sau chiếc âm ly này để quan sát xem. Ở đây chúng ta sẽ có duy nhất là một bộ cọc đấu loa, vậy chúng ta có thể đánh được một đôi loa. Ngoài ra chúng ta sẽ có được, đây là cái đường vào analog input. Ở đây analog input thì chúng ta sẽ có một đường vào phono, vì vậy ở trong này sẽ có bo mạch phono, và một đường vào dành cho đầu đĩa CD. Và chúng ta có đến 3 đường vào kỹ thuật số, gồm giao tiếp là Coaxial này, Optical và USB. Rất là hay, như vậy chúng ta có thể nghe nhạc số trực tiếp được từ máy tính. Với một chiếc âm ly đèn sử dụng là mạch đẩy kéo class A 12W mỗi kênh. Đây là chiếc âm ly này mà lại có cái bo mạch giải mã DAC bên trong, thì theo mình nghĩ là rất là ít các sản phẩm âm ly đèn mà lại có cả bo mạch giải mã bên trong. Chính vì thế nó mới đặc biệt. Ngoài ra còn một đặc điểm nữa, đó là chiếc âm ly này được sản xuất tại Ý mà lại chỉ có giá khoảng tầm 35 triệu, mà lại có cả bo mạch DAC bên trong, lại chạy mạch class A và dùng đến 4 bóng L34 để khuếch đại. Có thể đây là một món hời chăng? Cái điều này thì còn phải chờ quý vị các bạn trải nghiệm để kết luận được rằng nó đặc sắc đến như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đến với một số cái thông số cơ bản chiếc âm ly này. Nó được, theo như hãng nói là nó được thiết kế ra để chinh phục được những audio file khó tính. Nhưng mà làm sao lại chỉ đạt được một cái mức giá mà có thể dễ dàng tiếp cận đến mọi người, nhưng mà lại phải sản xuất tại Ý. Thực ra đây là một bài toán khó và chúng ta đã có lời giải đáp rồi. Đó chính là âm ly đèn Synthesis Soprano. Nó sử dụng là 4 bóng công suất L34 trong một cấu hình ultralinear đẩy kéo push-pull. Thiết kế này đem lại công suất là 12W mỗi kênh, công suất thực ở tầng class A với chiều kháng đầu ra là 6 ohm. Đây là một cái mức công suất phù hợp để kéo những đôi loa vừa và nhỏ. Quý vị các bạn cũng có thể sử dụng để kéo loa lớn, nhưng chắc chắn phải để ý tới cái độ nhạy của loa. Chúng ta nên sử dụng những đôi loa có độ nhạy cao để có thể đạt được hiệu quả âm thanh tốt nhất, âm thanh vẫn mạnh mẽ khỏe khoắn, thì chúng ta nên sử dụng cái đôi loa độ nhạy cao. Còn nếu đôi loa độ nhạy không cao thì nên là loa nhỏ thôi. Ở đây thì mình sử dụng loa Focal 906, một đôi loa cũng chính quốc đến từ Pháp. Đôi loa này thì có độ nhạy trên 90 dB.
và trở kháng 8 ohm. Thực sự nó là một đôi loa rất dễ kéo. Và hôm nay đôi loa này sẽ là đối tác để chiếc âm linh này thể hiện tài năng. Và xin mời quý vị các bạn hãy trải nghiệm âm thanh sâu lắng và tinh tế của chiếc âm linh này này. Âm thanh rất là chi tiết và tinh tế ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Nó có một cái chất đèn đặc trưng và mình cảm thấy nó có một cái độ êm dịu. Đèn sử dụng những cái bóng khuếch đại L84 hay là L34, nó cho được một cái giọng hát nghe rất là sâu lắng, mượt mà và rất tình cảm. Ngoài ra cái chế độ mạch Class A khiến cho chiếc âm ly này càng được hay hơn. Và có lẽ là có một chút nhiệt lượng tương đối nóng ở đây, nhưng quý vị các bạn hoàn toàn không phải lo lắng, vì đó là một điều hết sức bình thường của cái âm ly đèn. Và nó hoàn toàn rất an toàn vì cái thiết kế này còn có tác dụng bảo vệ, bên cạnh là nó có độ thẩm mỹ cao. Với một sản phẩm được sản xuất tại chính quốc, sản xuất tại Ý, đem một cái chất âm thanh quyến rũ của nước Ý đến với chúng ta với một mức giá khoảng hơn 35 triệu đồng. Và ngoài ra còn có cả DAC ở bên trong để có thể tiện lợi chơi nhạc từ máy tính. Mình nghĩ đây là một sự lựa chọn tốt đối với một dòng sản phẩm âm ly đèn với mức giá khoảng trên mức 30 triệu. Sản phẩm thì có tại Thiên Hào Audio số 5 ngõ 198 Thái Hà Nội. Kính mời quý vị các bạn chúng ta qua tận nơi để chiêm ngưỡng và thưởng thức chiếc âm ly này. Nếu thấy clip hay thì like và subscribe kênh YouTube của Thiên Hào Audio để luôn được đón xem những clip hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.